Chi tiết Hyundai Tucson N-Line 2022, phong cách thể thao mới mẻ. Trên đà thành công của i30 N-Line và i30 Hatchback N-Line, Hyundai Tucson 2022 sẽ là mẫu SUV đầu tiên được Hyundai lựa chọn để thừa hưởng gói nâng cấp N-Line. Đây là một tin vui cho nhiều khách hàng khi những góp ý của họ đã được hãng xe lắng nghe và thực hiện. Gói độ từ bộ phận N-Performance có nhiệm vụ gia tăng độ hào nhoáng cả trong lẫn ngoài cho Tucson. Tuy nhiên những bộ phận tiêu chuẩn như khung xe, thân xe, động cơ, an toàn tiêu chuẩn vẫn là nguyên bản. Hiện tại, giá bán của xe Tucson bản N-Line vẫn chưa được nhà sản xuất tiết lộ. Hyundai Tucson N-Line có bảng màu sắc ngoại thất đa dạng lên đến 9 tùy chọn. Hyundai Tucson N-Line được bán ra từ tháng 5 tại một số thị trường nhất định. Hiện tại Hyundai Thành Công vẫn chưa có thông báo chính thức khi nào Tucson N-Line sẽ có mặt tại Việt Nam. Sau đây là một số thông số Hyundai Tucson N-Line 2022. Mời quý vị cùng theo dõi trên màn hình. Về ngoại thất Hyundai Tucson N-Line 2022. Hyundai Tucson N-Line 2022 có kích thước tổng thể dài nhân, rộng nhân cao lần lượt là 4480 × 1850 × 1655 mm. So với phiên bản tiêu chuẩn, Tucson N-Line chứng tỏ bản thân trưởng thành hơn trong ngôn ngữ thiết kế. Mặt tiền sẽ là nơi lý tưởng để Tucson N-Line phô diễn những nét đẹp riêng biệt. Lưới tản nhiệt của xe trông cầu kỳ và góc cạnh hơn hẳn khi bởi phong cách thiết kế đầy táo bạo. Bề mặt hình lục giác với họa tiết lưới đen dày đặc tôn lên nét kiêu hãnh, thể thao. Cụm đèn trước có thiết kế sắc sảo, vát nhọn ở phần đầu và bo tròn ở phía sau. Bao bọc xung quanh đèn pha là các khoảng tối gợi cảm. Đèn chạy ban ngày hình chữ L ứng dụng công nghệ LED rất tinh tế. Hốc gió và cụm đèn sương mù là điểm chấm phá tạo nên sự khác biệt trên biến thể N-Line. Các ốp nhựa màu đen bọc lót sắc nhọn và dứt khoát hơn. Cản trước của xe được gọt giũa thanh mảnh và cực kỳ trẻ trung. Ngay vị trí của vòm bánh trước, Hyundai khéo léo sắp đặt vị trí logo N-Line ấn tượng. Những chiếc Hyundai Tucson N-Line đều sử dụng bộ vành kích thước 19 inch sơn đen để phân biệt với màu kim loại ở bản thông thường. Phần hông của N-Line được xem là sự kết hợp tuyệt vời từ những đường cong mềm mại. Cả gương chiếu hậu và vòm bánh đều có màu đen tương phản. Riêng tay nắm cửa sơn cùng màu thân xe, chiếc N-Line có phần đuôi cao ráo và bầu bĩnh, khu vực kính và cản sau là nước sơn đen quyến rũ. Nằm cân đối hai bên là cụm đèn hậu dạng LED hình lá tre lạ mắt. Các đường gân trên cản được khắc sâu và gân guốc hơn, ống xả kép đặt lệch về một phía. Về phần nội thất Hyundai Tucson N-Line 2022. Với chiều dài cơ sở 2670 mm, Hyundai Tucson N-Line 2022 có đủ không gian để bày trí không gian độc quyền của riêng mình. Khá đáng tiếc khi cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính là tùy chọn mất phí, tuy nhiên tính năng này rất đáng để khách hàng cảm nhận sự gần gũi với thiên nhiên. Toàn bộ khoang cabin đều phủ lớp áo màu đen chủ đạo, những đường chỉ đỏ điểm xuyết là yếu tố giúp lòng xe nổi bật và đẹp đẽ hơn. Táp lô của xe Tucson 2022 N-Line phân thành 3 tầng kiểu gợn sóng. Không chỉ là các chi tiết da truyền thống, chất liệu nhôm phủ rải rác ở bảng điều khiển trung tâm. Bàn đạp hay cần số còn là yếu tố giúp chiếc xe thêm phần giá trị. Xe Hyundai Tucson sử dụng vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp nhiều nút bấm cơ học, viền trong của tay lái tạo ấn tượng với đường chỉ đỏ. Ngay phía sau là cụm đồng hồ cơ và một màn hình hiển thị nhỏ giúp cung cấp những thông số vận hành đến tài xế. Hyundai đã bọc da toàn bộ cho ghế ngồi trên Tucson N-Line nhằm tạo sự thoải mái cho hành khách. Ghế lái có khả năng chỉnh điện 8 hướng giúp điều chỉnh tư thế ngồi phù hợp. Cốp rộng rãi là ưu điểm lớn của xe, tuy nhiên chủ nhân vẫn có thể gia tăng dung tích khoang hành lý khi gập hàng ghế sau với tỷ lệ 60-40. Về tiện nghi được trang bị trên xe, Hyundai mang đến cho khách hàng hai sự lựa chọn về hệ thống điều hòa gồm loại chỉnh cơ hoặc loại tự động hai vùng. Dù chọn loại nào thì hãng xe Hàn vẫn đảm bảo luồng khí mát lạnh luôn luôn chuyển đều khắp nơi nhờ có các cửa gió điều hòa phía sau. Bên cạnh hệ thống giải trí cơ bản như kết nối USB, Bluetooth, AUX, Tucson N-Line có những tính năng nổi bật như màn hình cảm ứng 7 inch sắc nét, kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Đặc biệt, những chiếc Hyundai Tucson N-Line 2022 còn được Hyundai ưu ái tích hợp cho dàn âm thanh cao cấp 9 loa của Pro, mang đến những giây phút thư giãn thoải mái cùng âm nhạc. Ngoài ra, xe còn có chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm, hộp chứa đồ, hộp đựng cốc. Về chế độ vận hành của xe, tương tự như những người anh em Tucson tiêu chuẩn, khả năng vận hành của Tucson N-Line 2022 vẫn phụ thuộc vào 3 cấu hình.
Đầu tiên là động cơ xăng Cruddy 2.0 lít phối hợp cùng động cơ điện 48V giúp đẩy công suất cực đại lên đến 182 mã lực. Kế đến là động cơ xăng tăng áp TGDI 1.6 lít sản sinh công suất tối đa 174 mã lực. Ngoài ra, xe Tucson N-Line còn có một sự lựa chọn khác là động cơ diesel 1.6 lít kết hợp với động cơ điện 48V, tuy nhiên hiệu năng hoạt động của cỗ máy này vẫn còn là ẩn số. Đi kèm là hai loại hộp số tùy chọn gồm số sàn 6 cấp và ly hợp kép 7 cấp. Tùy vào địa hình thường di chuyển, khách hàng có thể chọn hệ dẫn động một cầu hoặc hai cầu. Với cấu hình này, N-Line mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho người lái vì độ bền bỉ, linh hoạt nhưng không kém phần khỏe khoắn, mạnh mẽ. Nhờ có gói độ N-Performance, hệ thống treo của xe đã trở nên linh hoạt và thích ứng nhanh hơn khi gặp những ổ gà trên đường. Bên cạnh đó, những cú đánh lái khi vào cua ngọt hơn nhờ tay lái trợ lực điện. Về vấn đề an toàn và an ninh, dù không có những bổ sung về hệ thống an toàn nhưng những tính năng mà Tucson tiêu chuẩn đang sở hữu là quá đủ dùng. Cụ thể, mẫu xe ô tô Hyundai 5 chỗ này gồm có 2-6 túi khí, chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, ổn định thân xe, cruise control, hỗ trợ đỗ xe, camera lùi. Với những cải tiến đáng giá về mặt ngoại hình, Tucson N-Line là một phiên bản lý tưởng dành cho những khách hàng yêu thích phong cách thể thao và sự mới mẻ. Khách quan mà nói, Hyundai đã hoàn toàn hợp lý khi bổ sung gói độ N-Performance cho Tucson. Gói độ này giúp những tín đồ mê xe Hàn có thêm những hành trình thú vị, táo bạo thay cho cảm giác lái cơ bản trên những phiên bản truyền thống.